Thầy Hả? ơi, cái câu lý này là cô em hãy bay cái đường cong nhìn hẳn đông biển hay nghịch biển à thầy? Mà em nói biết nhìn hẳn đông biển hay nghịch biển. Đông biển hay nghịch biển phải đầu hàng mới biết chứ. Đừng có làm kiểu nữa, phải đầu hàng là mới biết được. Bắt đầu chuẩn bị chữa luôn này. Cho số em biết có bạn biết thứ như sau, hỏi em số em biết đồng biến đến khoảng nào đó là gì nhỉ? Rồi câu này sẽ là một C đúng không? C âm vô cùng thì trừ một, à, nó đồng biến đến khoảng nào được chưa? Rồi câu hỏi số 2 nhá. Câu hỏi số 2 cho số y bằng fx bằng a mũ 4 cộng với x bình cộng c có đồ thị như vẽ. Hỏi số nghiệm phân có số nghiệm thực phân biệt của phương trình này là gì? À, là gì các bạn nhỉ? À, mình sẽ mục tiêu 8 điểm cho nên mình sẽ chưa 40 câu, 50 câu nhưng mình chưa 40 câu nha. À, mục tiêu làm thế nào đi thi mình được 8 điểm ấy, được chưa? Đây là fx, các bạn chuyển về cho thầy fx sẽ bằng trừ 3 phần 2. Được chưa? Chuyển về fx bằng trừ 3 phần 2. Đây là đồ thị fx đúng không? Bây giờ các bạn vẽ cho thầy đường thẳng y bằng trừ 3 phần 2 đi. À, trừ 3 phần 2 là trừ 1,5 gì đúng không? Trừ 1,5 là nó nằm ở đây này. Y bằng trừ 3 phần 2 nằm ở đây. Đúng chưa? Và nó cắt tại mấy điểm? Cắt tại 4 điểm đúng không? Là bằng D. Rồi nha. 2 là D. Rồi. Câu 2 là D. Câu 3. Nào. Câu 3. Cho số y bằng 2 cộng 3 nhân 1 chữ x. Tìm khẳng định sai. Cho em phân thức này. Hỏi khẳng định nào thôi sai. Khả năng nào sai? Khả năng nào sai đây? Khả năng nào sai? Rồi, Minh Hằng B. Đúng rồi. Câu này B nhá. B, tại sao B sai? Các bạn chú ý là khi mà viết đồng biến thì các bạn không được viết dấu hợp nhá. Và phải là dấu va được chưa? Cái này không được viết dấu hợp nữa nhá. Được chưa? Còn một tiêm tiêu cần ngang, thứ nhắc lại một tiêm tiêu cần ngang, các bạn phải đổi lại số cho thầy này, đổi lại thành chữ x cộng một này, trong bốn tiêm tiêu cần ngang các bạn lấy hệ số cao nhất chia nhau đó, lấy hai chia âm một thì y bằng âm hai, cái này chính xác đấy nhá, đáp án A chính xác này. Hàm phân tích thì không có cực kỳ chính xác rồi, đồ thị hàm số có tấm đối xứng là 1 trừ 2. Thấy bay các bạn này, tấm đối xứng, tấm đối xứng có thể có một số bạn sẽ không biết trả lời này. Tấm đối xứng là gì? Các bạn tin cho thầy tìm cần đứng. Tìm cần đứng thì cho mẫu bằng 0 và x bằng 1. Tìm cần ngang thì y bằng trừ 2. Thì các bạn sẽ trả lời tấm đối xứng sẽ là 1 âm 2 cho x bằng 1, y bằng âm 2. Đáp án D là C là chính xác luôn. Cho nên B là sai nhá. Thầy nhắc lại đoạn B sai là bởi vì không được kể cho hợp nhá. Nhớ chưa? Đi thi mà gặp mấy cái kiểu kết luận này các bạn nách luôn cho thầy nhá. Không cần phải đọc đề làm gì cả nhá. Ok chưa? Rồi, câu hỏi số 4 nào, câu hỏi số 4 nào là gì đây? Đồ thị hàm số nào sau đây có tiềm cận ngang là đường thẳng y bằng 2. Nào, câu 4 là gì đây? Thầy nhắc lại một lần nữa là bậc tử lấy bậc mẫu thì không có tiềm cận ngang. Sau này không có bậc tử vẽ bậc mẫu thì nó có một tiềm cận ngang là y bằng không, bậc tử và bậc mẫu thì ở đây là lấy một chia một là y bằng một, cái này là bốn chia hai đúng không, bậc tử và bậc mẫu lấy bốn chia hai thì y bằng hai, cái này chính xác luôn. Còn D hiểu chưa? Rồi câu số 5, đạo hàm của e mũ u, các bạn có nhớ cái đạo hàm không? Đạo hàm e mũ u đạo hàm là chi mà MU nhân với gì? U phẩy, nhớ nha. Giữ nguyên MU xong mình nhân thêm U phẩy nữa. Rồi. Đây là cái gì? Nào, bây giờ tính nhỉ, Y phẩy sẽ bằng này. Bây giờ nha, giữ nguyên này, giữ nguyên này, giữ nguyên x bình trừ 2x này, giữ nguyên nha. Nhân sang đây phẩy này. Phẩy nha. Đúng không? Bây giờ thằng này phẩy thì nó bằng này. Thằng này phẩy nó bằng 2 trừ 2 đúng không? Đó. Đáp án B chứ phải được. Đáp án B được.
quay lấy hai lần số chúng này, lấy hai lần số chúng đi, hai nhân với x đi các bạn, x trừ một nhân em u x bình trừ hai thôi, lấy hai lần chúng này đúng không, thì trong khoảng là x trừ một này đáp án A mới đúng chứ. Sai nha các bạn, sai rồi. Chú ý này, em u nhân u phẩy là em u nhân u phẩy đây này, đó sao mà bê được. Câu hỏi số 5 ok nhá. Chú ý câu hỏi số 5 này. Sai. Câu hỏi số 5 nào? À, câu hỏi số 6 nào? Số 6 đáp án gì? Nào comment. Câu này một là các bạn thử thay x vô đây xong mình thử cái nào ra đúng 1 phần tư là chuẩn. Còn nếu giải tự luận này, giải tự luận mình làm như này nhá. À, 1 phần tư là 2 mũ trừ 2. Được chưa? 2 mũ trừ 2. Vậy từ nữa là x trừ 1 bằng trừ 2. Vậy x sẽ bằng là trừ 2 cộng 1. Trừ 2 cộng 1 trừ 1 đi, đúng không? À luôn. Ok, đúng rồi. Chính xác. Rồi, chính xác đấy. Rồi, câu 7 này. Câu 7 mới thi sáng mới kiểm tra cho nhóm 12A xong này. Thi sáng có được thắc mắc cái này. Nào, thử xem các bạn ở đây có nhớ không? Biết làm thì comment đáp án nha. Rồi, ok. Này, nhớ là trong hàm log ấy, trong hàm log hoặc là hàm len thì nhớ là đặt x trừ 1 lớn không, được chưa? Còn trong hàm mũ này, với đi hàm bình thường này, các bạn nhìn vào mũ này, các bạn nhìn vào mũ này, nếu mũ này là số nguyên nhá, được chưa? Nếu mũ này là một số nguyên âm nhá, được chưa? Một số nguyên âm nhá, đây, một số nguyên âm thì ta đặt cái thằng ở dưới ấy là khả công, thấy chưa? À, nếu mũ mà nguyên âm thì ta đặt cái thằng ở phía dưới, đặt thằng ở dưới khả không. Còn nếu mũ mà không nguyên, thầy nhắc lại luôn, nếu mũ mà không nguyên, các bạn đặt thằng ở dưới, đặt cái biểu thức ở dưới ấy, chứ không phải chắc x đâu, đặt nguyên là biểu thức ở dưới ấy, là nó lớn không, được chưa? Nó lớn không. Nhớ điều này nhá, nhớ kiến thức này nhá. Như vậy là x lớn 1 và x khác 2 đúng không? Đấy. Được chưa? Đó. Vậy đáp án là B, được chưa? B. Rồi, như vậy là phải gợi ý các bạn nhìn vào tiệm cận nhá, đường tiệm cận nhá. Đường tiệm cận ngang đi tiệm đứng nhá. Ok. Được. À, mình nhìn vào tiệm cận gì? Thay nói nhanh qua thì x bằng trừ 1 là tiệm cận ngang, đứng. Còn y bằng 2 tiệm cận ngang. X bằng trừ 1 là tiệm cận đứng thì loài ngay bế đúng không? Bởi vì bế đã bằng bế, cho mình tiệm cận đứng là x bằng 1. Còn ở đây các bạn nhìn vào đây tiệm cận ngang là y bằng 2. Y bằng 2 thì loài dê. Bởi vì cái này cho tiệm cận ngang là y bằng trừ 2 cơ. Nên sai đâu. Chỉ còn là A và C. A và C thì các bạn đơn giản thôi. Các bạn chọn cho mình một điểm này, tròn nó đi qua một điểm nào này, ví dụ nó đi qua điểm gì đây, cái điểm này có tọa độ gì đây, điểm này tọa độ này, trong số đúc khoanh là không này, đúng độ là 3 này, không 3 đúng không, không 3 đúng không, đó, còn không 3 đúng không, vậy thay vô này, đáp án A đúng không, x bằng không thay vô, không thay vô, y bằng 3 chưa, à thầy thỏa mãn này. Đáp án C đây vào đây, thay vào đây, x bằng 0, y bằng trừ 3. Như vậy là cái này không thỏa mãn E, A à, chứ. Ừ, 3 được sai hết. Sai hết. Sai hết. Thầy ơi. Hả? Cái câu lý này là cô em hãy bay cái đường cống nhìn hẳn đông biển hay nghịch biển đó thầy. Mà em nói biết nhìn hẳn đông biển hay nghịch biển. Đông biển hay nghịch biển phải đào hà mới biết chứ. Đừng có làm kiểu nữa, phải đào hà là mới biết được. Đào hàm là á nghịch biển, xế đông biển luôn thầy. Đào hàm này, đào hàm y phẩy đào hàm á này, 2 trừ 3 được trừ 1 đúng không? Đây này, nhân chéo này. 2 nhân 1 được 2 trừ 3 trừ 1 đúng không? Trừ 1 trên x cộng 1 tất cả bên nghịch biển chứ. Nghịch biển nữa còn gì nữa? Mà quan nhìn này, từ trái có phải thì hẳn đi đi xuống này. Từ trái có phải hẳn đi xuống nghịch biển chứ? Đi xuống nghịch biển chứ? Cái này á là chỉ xá con gì nữa? Con này đáp án C này, đáp án C em tính y phẩy này, y phẩy là bằng 2 nhân 1 là 2,
2 trừ đi trừ 3 là bằng 5. 5 đến đi cộng 1 tất cả bình lần không đồng biến. Mà trong khi đó cái này là nghịch biến đúng không? Cái này là nghịch biến như vậy sẽ sai chắc luôn. Đúng không? Nhưng mà thầy không dạy kiểu thế. Thầy chả có như vậy. Cái này đào hàm mất thời gian. Các bạn thấy mất thời gian không? Lại phải đi đào hàm B về D nữa. Đúng không? Bước 1 này nhìn vào tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận ngang. Bước 2, nếu tiệm cận đứng với tiệm cận ngang vẫn chưa ra kết quả, vẫn chưa ra kết quả thì ta sẽ thừa vào thay điểm. Nếu thay điểm mà không ra thì lúc đó mình nghĩ đến đào hàm. Được chưa? Đây là quy trình làm 3 bước. Luôn luôn làm đồ thì luôn luôn phải nhìn vào 3 bước này. Được chưa? Đấy. Các bạn muốn xem kỹ hơn là phải xem trong video cái bài đầu tiên thầy giảng về đồ thị ấy. À, quy trình là thầy đã nói trong cái video đó rồi đấy. Rất kỹ luôn. À, thế là mình nhanh được, phải không? Rồi, câu hỏi số 9 đây. Rồi, hình này. Hình là bắt đầu là nhiều bằng 2. Hình là nhiều bằng 2. Mà còn dễ. Từ câu 1 đến câu 40 là vẫn đang chịu được. Đúng không? Cho anh chọn NABCD có thể định là V bằng 2A mũ A. Đại là hình vuông A, cạnh A căn 2. Nè. CAB CD. Đại hình vuông cạnh A căn 2. Khoảng cách từ điểm SC đến mặt phẳng ABCD là bao nhiêu? Khoảng cách từ SC đến ABCD, khoảng cách là gì? Câu này nhá, nhiều bạn đọc cái câu này nó hiểu. Đúng không? Đấy, thực chất là khoảng cách từ S đến ABCD thực chất là cái đường cao phải xuống này. Thực chất là người ta không nói nhưng mà mình sẽ hiểu là tính chiều cao của hình chóp, được chưa? Câu này sẽ được thay bằng cái câu là tính chiều cao của hình chóp, nó sẽ dễ hiểu hơn. Như nhau nhưng mà người ta sẽ hỏi như thế. Nếu mà không hiểu bản chất thì nó sẽ không làm được. Tính cho căng cho. Câu này đảm bảo là gì hả? Này, dễ nhá. V bằng 1 phần 3 lần diện tích đáy nhân chiều cao gì đúng không? Thế bây giờ này, em có này. Cái đáy là hình vuông đúng không? Cái đáy là hình vuông đúng không? Thế em có tính được diện tích hình vuông không? Em đáy là hình vuông này đúng không? Diện tích hình vuông bằng gì mà? Diện tích hình vuông bằng cạnh hình vuông đúng không? Thế là bằng 2A bình đấy. Được chưa? Chiều cao đang tìm đúng không? Chiều cao đang tìm đúng không? Nhưng mà V ở đây là người ta cho là 2A mũ 3 này. Hãy bố thôi. 2 mũ 3 sẽ bằng này. 1 phần 3 là diện tích đáy đúng không? Nhân về hạt đúng không? Đây, vậy thì để đây em có tìm được hạt không? Tìm được quá chứ này. Đúng không? Này, 2 về 2 bỏ đi. A mũ 3 chia A bình này. A mũ 3 chia A bình được A này đúng không? Nhân chiều 3 lên. 3 A bằng 3 thì thôi là bằng A. Đúng không? Nghe hình là sợ rồi hả? Được chưa? Không hiểu không? Tính khoảng cách tức là tính chiều cao. Có cái từ đỉnh xuống tức là tính chiều cao ấy. Giống như tính khoảng cách từ đâu em xuống mặt đất thì đó chính là chiều cao của em đúng không? Bây giờ em đứng thẳng, tính khoảng cách từ đâu em để xuống đất thì đó chính là chiều cao của em. Được chưa? Thế nào? Nào tới câu 10 nào. Cái này nhá, cái này mình sẽ viết này, căn bậc 4 nhá, căn bậc 4 các bạn viết cho thầy là x mũ 3 này. X mũ 3. Căn bậc 2 viết cho thầy là x mũ 1/2 đi. Mũ 1/4 đúng không? Căn bậc 4 các bạn viết cho thầy tất cả mũ 1/4 chia này. Chia x này. Đúng không?
chia x rồi nhân x mũ 1/3, được chưa? Rồi thì bây giờ cái này nhá, cái này chỉ là bằng 3 cộng 1/2 đúng không? Thành x mũ 7/2 mũ 1/4 chia cái này là x mũ 4/3 đúng không? 1 cộng 1/3 đây x mũ 7/8 chia x mũ 4/3 còn là phân trừ đúng không? 7/8 phân trừ 4/3 trừ 11/24 được chưa? Rồi đáp án A nhé. A nhé. Đấy, A. Rồi. Đúng rồi đấy. Ba là A thì. Hoặc nhá, nếu mà kém ví dụ như mình không nhẩm được chẳng hạn, không làm được thì các bạn lấy trong máy tính các bạn thấy số ví dụ x bằng 2 giờ thấy qua đây. Thấy qua đây. Thấy 2 hết. Đáp án mình cũng thấy 2 hết. Xem thử đáp án nào mà giống với kết quả ấy thì các bạn ra thôi nhá. Rồi câu hỏi số 11 nào, 11 nha. Cho khẳng định khẳng định sau. Hàm số mu x đồng biến đến r. Tập xác định của hàm số này r. Nói chung là các bạn đọc ý, xem thử đáp án nào số khẳng định đúng sẽ là mấy khẳng định đúng, có bao nhiêu khẳng định đúng. Hàm mu x đồng biến r đúng không? Cái này đúng đúng không? Đúng nè, bởi vì các bạn thử đáo hàm xem nhá, nó bằng mu x thôi, đáo hàm vẫn là mu x nhá, có thay lớn không, chuẩn chưa? Còn thằng này thì sao nào? Tập xác định thằng này cái 5/3, 5/3 nó không phải số nguyên nha, không phải số nguyên đúng không? Nó không phải số nguyên đúng không? Vậy thì ta sẽ đặt là x trừ 2 lớn hơn 0. Đấy. Nếu nó không phải số nguyên thì ta đặt kỵ cái bên trong này đúng không? Cái bên dưới lớn 0. Như vậy là x lớn 2. Vậy rõ ràng là tập xác định này không thể là error được. Cho nên đáp án câu này là sai đó. Được chưa? Số 3 nào, y bằng x mũ trừ 1 có một đường tiềm cận đứng và một đường tiềm cận ngang đúng sai? Y bằng x mũ trừ 1 tức là y bằng 1 trên x đúng không? 1 trên x được chưa? Vậy thứ nhất nó tiềm cận đứng chưa? Nó về tiềm cận đứng là x bằng 0 chưa? Tiềm cận ngang có không? Nào, tiềm cận ngang có không? Các bạn quan sát này, bậc tử bén bậc mẫu, bậc tử bén bậc mẫu thì có một tiềm cận ngang là y bằng 0 chưa? Đúng không? Vậy đáp án này chính xác chưa? Chính xác luôn. Được chưa? Tiếp nào. Số 4. Hàm số y bằng log 1/2 x nghịch biến r. Đúng không? Thay dạy cả bạn là gì nào? Thay dạy cả bạn log a x. Nó đồng biến khi a lớn 1 và nó nghịch biến khi a bằng 1 đúng không? Đó. Đồng biến khi a lớn 1 này, nghịch biến thì a bằng 1 này, thấy chưa? À cái thang này là không đúng là nó nghịch biến nhưng mà không nghịch biến r đâu. Sai. Bởi vì có điều kiện x lớn không? Thầy chưa nhìn kỹ cái chỗ này rồi. B a nha. Nó không nghịch biến, nó nghịch biến chứ nó không nghịch biến r các bạn nhá, không nghịch biến r mà nghịch biến đến không thì chưa vô cùng rồi. 11 phải là A. 12 là bằng gì mà đường tròn lớn là gì vậy đâu? Đường tròn lớn là cái đường tròn mà nó đi qua tấm đây này, người ta gọi là đường tròn lớn đây này. Đây, nó còn đi qua tấm đây này, thấy chưa? Đó, và cái chu vi này, còn nhớ cho thầy công thức tính chu vi này bằng 2 pi r bằng 4 pi, vậy r bằng 2 đúng không? Và bán kính của đường tròn lớn, bán kính đường tròn lớn vô tình
nó lại là bán kính của hình cầu. Các bạn nhớ cho thầy nhá, bán kính của hình tròn lớn nó chính là bán kính của hình cầu. Vậy lúc này thì thể tích của khối cầu là 4 phần 3 pi r mũ 3 đúng không? Đấy. Vậy kết quả là 32 pi chia 3 đáp án là B. Rồi nhá, 12 là B. À. Câu này là câu hình trụ đúng không? Rồi, Minh Hằng ra đầu tiên này. Rồi, chữ nhật ABCD nhá. A, B, C, D các bạn này. Có A, B là bằng A. À, quay, quay trục. Các bạn chú ý là khi ta bảo là quay, quay trục AB thì các bạn vẽ AB thẳng đứng cho thầy. Cái quay cái gì ấy, thì cái đó vẽ thẳng đứng nhá. Được chưa? AD bằng A, còn AC AC nó bằng 2A. Tính theo A đổi ra đường sinh L của khối trụ khi nhận được quay xung quanh AB. Đây. Khi nó quay thì nó sẽ tạo thành hình trụ như này, đúng không? Đó. Thì bây giờ bán kính đáy. Bán kính đáy thì là cái đoạn AD luôn, đúng không? Thì quay quanh trục AB thì đoạn kính đáy là đoạn A. Đoạn AD luôn nhá. Tiếp này. Tiếp này. Người ta yêu cầu tính độ dài đường sinh à? À thì dễ quá rồi, đúng không? Đường sinh thì nó có đoạn này này. DC này này đúng không? Còn pi ta có một phản là xong luôn. 2A bình này, 4A bình trừ A bình được A 3 bình căn là A căn 3 đúng không? Đáp án là gì? D luôn. Dễ quá, đúng không? Quá dễ luôn, đúng không? Câu này thì chắc một nốt nhạc là xong. Hiểu không? Một cái kinh nghiệm là quay cái gì thì cái đó đứng thẳng nhá. Hai phần ba mũ bốn x này, hai phần ba mũ bốn x này bằng này. Các bạn thấy này, cái số 2 phần 3 với số 3 phần 2 thực chất nó là hai số nghịch đảo của nhau. Được chưa? Thực chất là hai số nghịch đảo của nhau. Nó sẽ bằng 2 phần 3 mũ trừ 1 nhá. 3 phần 2 đổi thành 2 phần 3 mũ trừ 1. Tất cả mũ 2x trừ 6 này tương đương này, 2 phần 3 mũ 4x này nó sẽ bằng này, 2 phần 3 mũ trừ 1 chuyển sang đây, trừ 1 nhân ra này, trừ 1 nhân ra ngoài này, thành trừ 2 cộng 6 này. 2 phần 3 giống nhau chưa? Giống nhau thì bây giờ các bạn lấy mũ này bằng nhau này. Thấy chưa? Mũ này bằng mũ này này. Đúng không? Vậy 6x sẽ bằng 6. Vậy tương đương x bằng 1 chưa? X1 1 thì nó sẽ thuộc đoạn đáp án D rồi. Đúng không? D. D mà thầy ớt thầy đoạn bệnh D mà. Dạ, D, đúng không? X1 thì đáp án D. Đúng không? Đấy. Hoặc một cách khác nha, hoặc một cách khác các bạn có thể làm đó là nhập cái này vào máy tính xong bấm shift số. Các bạn bấm shift số chưa? Đấy. Một chức năng máy tính đó là nhập cái này vào máy tính xong các bạn bấm shift số. Biết nhập không? À, biết nhập không? Nha, không biết thì nói lại cho bạn nhá. Còn không chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Rồi. Ừ. Để thêm thử vẽ này. SA BC đúng không? SA vuông góc với đáy nhá. Bài toán này là bài toán SA vuông đáy. BA với BC bằng nhau đều là A hết. Ta nhập vuông ở B. Rồi. Cái này 2A thể tích là bao nhiêu? Quá dễ. Quá dễ. 1/3 lần diện tích đáy nhân chiều cao đúng không? Diện tích đáy này. Diện tích đáy thì nó bằng 1/2 lần tích của hai cạnh góc vuông đúng không? Tích của hai cạnh góc vuông. Thấy chưa?
tích của hai thành vuông. Chiều cao đây nó là 2a với kết quả là bằng a mũ 3 chia 3. Được chưa? Đáp án là D luôn nhá. D luôn. Rồi ok đó, câu này. Thì sao? D luôn. Bình Hằng D, Nhi D. Câu 16. Rồi, câu 16 Nhi comment luôn. Không biết các bạn có nhớ công thức đào hang của Locke không? Nhớ không? Tôi nhắc lại nhé, nhớ này. Log A U phẩy này sẽ bằng U phẩy chia cho U nhân lên A. Được chưa? Nào đáp án chị đây. Mới có Giang Nhi comment thôi. Nào. Đáp án chị. Rồi, hang. Tính. Ừ, đúng rồi, chị sáng á. Đúng, á nhá. À luôn, đúng rồi. Đúng rồi. 17. 17, 17. Tổng diện tích của một hình lập phương bằng 96. Thể tích của khối lập phương là bao nhiêu? Tổng diện tích của một hình lập phương, tổng diện tích các mặt của một hình lập phương 96, thể tích là bao nhiêu? Đây là bản gì? Suy nghĩ đi. Đây gợi ý nha, hình lập phương mấy mặt? Hình lập phương phải đếm xem mấy mặt. Hình lập phương sẽ có 6 mặt. 6 mặt này có tổng là 96. Các bạn sẽ tính được diện tích một mặt. Tính được diện tích một mặt thì tính được một cạnh. Mà thể tích hình lập phương thì các bạn biết chưa? Thể tích của hình lập phương bằng cạnh mũ 3. Nào đáp án chỉ đây. Nào. Một mặt là bằng gì? 96 chia 6 này, đúng không? 96 chia 6 là bằng 16. Đúng rồi, ok nhá. 16 cm vuông nhá. Vậy thì một cạnh của nó là bằng bao nhiêu? Các bạn nhớ cho thầy là hình lập phương ấy thì các mặt là hình vuông. Mà hình vuông thì nó bằng cạnh bình phương. Vậy thì diện tích một mặt là 16 cm vuông. Vậy cạnh sẽ là bằng 4 đúng không? Bởi vì 4 bình phương 16. 4 bình phương 16 đúng không? 4 bình phương 16. Vậy thể tích là 4 mũ 3 thôi, đúng không? 4 mũ 3 là 64 là bạn ạ. Sao? Hiểu không? Rồi có cô Y Trang Nhi comment. Được chưa? 17 là A. Hiểu chưa? Ok nhá, câu 18 nào. 18 đây. Một người thợ thủ công làm mô hình đèn lồng bản diện đều. Mỗi cạnh của bản diện được làm từ cả que tre có độ dày 6. Đây này. Đây một cái đèn lồng nhá. Một cạnh độ dày là 6. Hỏi người đó cần bao nhiêu que, bao nhiêu mét tre để làm 100 cái đèn. Một cành của cái này là 6 này. Đúng không? Hỏi cần bao nhiêu mét tre để làm 100 cái đèn. Còn chỉ nhưng mà biết bọn đọc có hiểu không? Rồi có nhi hay có hàng comment này. Đây này. Nào, thế bây giờ thầy hướng dẫn nha. Một que là 6. Ở đây có mấy que đấy?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que. 1 kg đen ta cần 12 que. Vậy thì 100 cái đen. Một lông có 12 que thì 100 que, 100 đen sẽ cần nhân lên rồi 12.000, 1.200 que. Đúng không? Mà bây giờ này, một que nó là 6 cm. Vậy thì 1.200 que chúng ta sẽ cần bao nhiêu cm đây? Lấy 6 nhân 1.200 sẽ bằng 7.200 cm đúng không? 7.200 cm mà đổi sang mét thì nó sẽ là bằng 72 cm. Và đáp án ở đây là đáp án D. Được chưa? Ok chưa? Con hiểu không? Câu này mình dễ sai này. Câu này mình dễ sai, đọc cho cẩn thận. Đọc cho cẩn thận. Ở đây các bạn để ý cho thầy là x y lớn không nha. X y lớn không tức là x với y có thể ấm có thể dương. X với y, x có thể âm, y có thể âm. Đúng không? Đó phải là đáp án B. Đáp án B, con này phải B. Bởi vì sao? Bởi vì lỡ chẳng may x âm y âm thì cái lớp này bị sai, hiểu không? Nó bị sai, nó vô lý, đó, nó vô lý nhá. Vô lý. Cho nên phải đóng đi đổi qua cho chắc ăn. Được chưa? Câu 20. Đó, bị sai cái câu đó nhá. Câu 20. Câu 20 là đặt cho phương trình này. Đặt t bằng log 2 x thì phương trình này trở thành phương trình nào? Cái này mình kéo mũ xuống là thành 2 log 2 x đúng không? Tất cả mũ 2 trừ 5 log 2 cộng 1 bằng 0 đúng không? Kéo mũ xuống này. Bây giờ mình đặt này, mình thấy này. 2 này là 2 bình đi. 2 bình là 4 log 2 bình trừ 5 log 2 cộng 1 bằng t là bằng 0. Lúc này nếu các bạn đặt thằng này t thì thằng này là t bình đúng không? Nhưng mà phương trình đúng ở đấy phải là a chứ. Đúng không? A mới đúng nhá. A mới đúng. Như vậy là gì đúng không? Cẩn thận, à, mọi con này cẩn thận nào. Ok chưa? Giờ là cái này kéo xuống, cái này kéo xuống thì gặp bình phương là thành 4. Đó. Có 21 nào? 21 đáp án gì? Cho tự nhiên A OABC, OABC có OA và BOC đối một vuông góc. Thì thể tích của tự nhiên này. Lĩnh phân hình hơi cùi đấy nhỉ. Bây giờ OA, OBOC đối một vuông góc. Tức là các bạn vẽ cho tay ba cái đường này là vuông góc như này này. OA, OBOC vẽ như này nhá. Khi mà hẳn nói là đối một vuông góc, các bạn lấy cái đỉnh O vẽ như thế này ở, ở phía sau ấy. À, thì coi như là như thế này này. Ba cái đoạn này đối một vuông góc, tức là có ba góc vuông ở đấy. OA bằng 1, OB bằng 2, OC bằng 12. Được chưa? Thì lúc này là thể tích đúng không? Là bằng 1 phần 3 là hết đáy chiều cao. Hết đáy này, hết đáy này. Do cái tam giác OBC là vuông đúng không? Vậy nó bằng 1 phần 2 lần tích của hai cạnh góc vuông. Tích của hai cạnh vuông tức là 2 nhân 12 bằng 12. Hạt thì bằng 1 rồi. Vậy thì thể tích sẽ bằng là 1 phần 3 lần 12 nhân 1 và kết quả là 4 đúng không? À. Hiểu không? Hiểu không? Có hiểu không? Nhìn con không? Nhìn con chứ? Nhớ chưa? Khi mô bạn bảo là có ba cạnh đối một vuông góc thì nhớ là đỉnh O nó nằm ở sau cùng nhá. Được chưa? Câu 22 nào. Bạn em phải đặt điều kiện là x lớn bằng 0 này. Đúng không? Ngoài ra thì phải đặt thêm cái điều kiện này nữa là x trừ 3 căn x cộng 4 lớn bằng được 0. Đặt điều kiện trong lốc nhá là lớn 0, hiểu chưa? Bây giờ này mình giải 4 tinh lõi này này,
Một tí cái loại này. Còn đội mũ này 3 mũ 29. Đúng không? Chữ B này 4 thứ 9 thứ 5. Mà không. Bây giờ các bạn coi nhá, coi cái phương trình này, coi cái phương trình này. Nó là phương trình bậc 2 ẩn là căn x. Mình có thể hiểu là đặt căn x là t thì thằng này sẽ là t bình, được chưa? Đặt thằng này t, thằng này t bình. Lúc đó các bạn bấm máy tính. Bấm máy tính. 1 trừ 3 trừ 5. Đó. Như vậy là có hai nghiệm. Đúng không? Anh em này khá là lẻ, được chưa? Một nghiệp là ba cộng hai căn 29 chia 2. Một nghiệp kia ta là loại, loại là bởi vì x lớn bằng 0, đúng không? X lớn bằng 0. Đấy. Điều kiện x lớn bằng 0. Được chưa? Bác kiểm tra cái điều kiện này thì chỉ có một đáp án đúng không? Đúng không? Được chưa? Thử thay vào thân dưới đi, thử thay vào thân dưới nhé. Thay vào thân dưới. Trừ 3 căn này. Đã được đấy. Tay vừa thử thay vào đấy thì nó vẫn lớn không thật nhá, nhiều hơi xấu mà đúng không, nhiều hơi xấu, không sao không sao, từ sáng người ta cũng chỉ hỏi là số nghiệp đó. Nào có 23 nhá, nào có bạn có 23 được không? Ừ, D đấy thì sao rồi 23 hàng là C. Nào chúng ta kiểm cô kiểm ra này, chúng ta cũng kiểm ra nhá. Câu 23 như sau, cho hàm số này. Tổng số tìm căn đứng y bằng 2 trừ 1 chia cho căn của 1 trừ x bình. Bây giờ nha. Bây giờ này. Muốn tìm tìm căn đứng, muốn tìm tìm căn đứng. Các bạn cho mẫu bằng 0. Mẫu bằng 0 đúng không? Tương đương là 1 trừ x bình bằng 0. Tương đương là x bằng cộng trừ 1. Đúng không? Như vậy có 2 tìm căn đứng rồi. Được chưa? Điều cần ngang. Các bạn chú ý là đặt điều kiện cho ai nhá, điều kiện này. Điều kiện là 1 trừ x bình nó phải lớn không? 1 trừ x bình lớn không? Như vậy x bình sẽ bé hơn 1, hay nói cách khác x sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Được chưa? Đúng không? X chạy từ trừ 1 đến 1 thì nó sẽ không có tìm cần ngang các bạn nhá, không có tìm cần ngang. Lý do là muốn có tìm cân ngang thì phải có lim, phải có lim, phải có lim khi x tiến dương vô cùng, và phải có lim khi x tiến âm vô cùng thì mới có lim có tìm cân ngang được, đúng không? Có tìm cân ngang được vì hẳn không, vì hẳn bị cái điều kiện hẳn ràng buộc, cho nên x của chúng ta không thể tiến đến vô cùng để mà có được tìm cân ngang. Cho nên trong tình huống này các bạn không cần phải xét bậc tử bậc mẫu làm gì cả. Đấy, không cần xét nha, không cần xét bậc tử bậc mẫu. Chúng ta chỉ cần xét điều kiện là đủ rồi, không có tìm cần ngang. Vậy câu này chỉ có hai tìm cần thôi, đúng không? Và đáp án là C nha, C. 23 sẽ là đáp án C. Được chưa? À. 24 nhá, 24. Đấy, 24 này mình nhiều bạn quý như này. Đây. 24 này mình nhiều bạn quý như này nha. 24 này chắc chắn là nhiều bạn quý. Các bạn nào quý comment số 1 nào. Bạn nào quý cái này không? Bạn nào quý mất cái này rồi nào? Bạn nào quý mất cái phương trình tiếp tuyến. Phương trình tiếp tuyến là hẳn có dài như này này, y bằng y phẩy tại y không nhân x trừ x không cộng y không nhá, có ba bộ phận chính, đó là y phẩy tại x không,
x0 và y0. Đó, x0, y0 người ta gọi là tọa độ tiếp điểm. Được chưa? Tọa độ tiếp điểm. Và bài toán cho như sau. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị và trục quanh. Tiếp tuyến tại giao điểm của trục quanh. Các bạn chú ý cái tiếp điểm này này, cái giao điểm này này. Do nó thuộc trục quanh, do nó thuộc trục quanh. Nên ta sẽ cho y bằng 0, đúng không? Y bằng 0 thuộc trục quanh cho y bằng 0. Còn x thì ta chỉ hiểu là x0. Còn y thì ta phải biết là 0. Và chú ý nha, đọc đề thật kỹ nha. Tìm phương trình tiếp tuyến tại giao điểm với trục quanh. Tức là cái đó là cái điểm đó, người ta là tiếp điểm, là tiếp đại điểm này. Do nó thuộc trục quanh nên có tọa độ như này, các bạn hiểu vấn đề không? Đó. Và tiếp điểm này, và tiếp điểm này, và cái tiếp điểm này nó cũng thuộc cái đồ thị hàm số, đúng không? Nó cũng thuộc đồ thị hàm số. Vậy thì ta được quyền thay vào đó, thay y bằng 0 vào đây, còn x0 thay vào đây. 0 sẽ bằng x0 cộng 2 chia cho x0 trừ 1. Vậy các bạn sẽ được x0 là bằng trừ 2. Được chưa? Như vậy ta đã biết được này, ba đại lượng này này, ba đại lượng mà thầy tố màu vàng nhá, các bạn đã biết thằng này này, các bạn biết thằng này này, y0 bằng 0 này, y0 trừ 2 này, còn thiếu mỗi thằng này nữa đúng không? Bây giờ ta có như sau, y phẩy sẽ bằng gì nào? Đạo hàm thôi, trừ 1, trừ 2, trừ 3. Đó, bây giờ các bạn tính y phẩy tại x0 nè. À, thay trừ 2 có ra được trừ 2 trừ 1 thành trừ 3, trừ 3 bình là trừ 9, trừ 1/3 thôi, đúng không? Đó. Vậy thì phương trình của ta này, thằng này xong nhá, thằng này cuối cùng nó xong luôn. Vậy phương trình là y bằng trừ 1/3 lần x cộng 2, đúng không? X cộng 2 cũng 0. Vậy y sẽ bằng trừ 1/3 lần x trừ đi 2/3. Và đáp án ở đây sẽ là bằng A nhé. A. Thấy chưa? A. Ok chưa? Đáp án là A. Nào có 25. Cho hình nón có đôi dài đường sinh bằng 6, góc ở đỉnh là 60. Hỏi thể tích hình nón là bao nhiêu? Đường sinh 6 này, đường sinh 6. Góc ở đỉnh 60, góc ở đỉnh 60. Vậy thì các bạn cứ đôi ra là mỗi góc này 30. Được chưa? Mỗi góc này 30. Rồi Minh Hằng, Giang Nhi C, Minh Hằng thì là B. Linh này B. Ok. Góc này 30 đúng không? Góc này 30 thì các bạn tính cho thầy bán kính đáy bao nhiêu này, đúng không? Đó. Nếu mà thầy tính nhanh nhá, một là các bạn dùng hàm sin, đúng không? Hai là thầy tính nhanh như sau: đối diện với góc 30 độ bằng một nửa cạnh nguyên, cạnh này 6 thì cạnh này 3. Đấy, đối diện 30 độ bằng một nửa cạnh nguyên, cạnh này 6 thì cạnh này 3. Đó là thầy nhầm nhanh, thầy nhầm nhanh. Còn chiều cao hạt, hạt thì bằng 6 bình trừ 9, đúng không? Đó. 36 mất đi chỉ được cắn 17 đúng không? 17 cộng 9 được 3. Ở đâu? 27 chứ. 27 là 3 cắn 3. Đúng chưa? Vậy thì thể tích của khối nón, thể tích của nón là gì? Là 1/3 pi r bình hạt tí đúng không? R bình là 9 này, nhân hạt là 3 cắn 3. Kết quả này 3/3 bớt đi, còn lại 9pi căn 3, đúng không? Đấy, phải đảm bảo phải là C nhá. Linh Hằng B về Linh Nguyên B là sai rồi, Giang Nhi chính xác nhá, chính xác đây, đúng không? Có hiểu không? Đó. Được chưa?
hay không? Tức chẳng là nhờ nó góc ở đỉnh nó phải là cái góc này này, không biết có bạn đang nhầm không? Dẫn đến kết quả sai không? Đấy, góc ở đỉnh là cái góc cả cái góc đấy nhá. Hiểu chưa? Rồi, câu tiếp theo nhá, 26. 26 này chắc nhiều bạn quên này. À không đâu, 26 này chỉ thầy nhầm câu. 26 có mấy đáp án ạ? 26 cực kỳ nhanh luôn. Mình làm nhiều mà. Đó, 26 là gì? 26 là gì nào? 26 là gì các bạn ơi? Mỗi điểm kết quả là 26. Mọi người thấy rằng các bạn là gì? Khi gặp một cái hàm số f phẩy mà gặp bình phương ấy, nghiệm kép ấy, nghiệm kép bỏ luôn nha, nghiệm kép mình bỏ luôn nha. Đây, f phẩy x bằng x mũ 3 2x trừ 1 tất cả mũ bình. Các bạn bỏ luôn nghiệm kép này, chỉ còn lại là có hai nghiệm này thôi. Có thang x mũ 3 bằng 0 mà x bằng 0 này. X mũ 3 trừ 3 x cộng 2 bằng 0. Bạn bấm xem cái này bằng nghiệm. Hai nghiệm đúng không? Hai nghiệm. Đây một nghiệm nữa. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 3 nghiệm. 3 nghiệm thì đó là C. C đúng không? C đúng rồi. C nhá. Để cẩn thận sai là cũng chết hết nhá các bạn nhá. Mình đi thi mình làm cẩn thận với cái câu dễ này. Câu nào cũng không phải 2 điểm cả đúng không? Quý vị cẩn thận. Có 27 27 27 thì lý thuyết không? Một hình đá tiền có tất cả các mặt là một tam giác. Số mặt M và số cạnh C phản ánh hình thức nào dưới đây? Đấy, đọc cái câu này, cá nó nhiều bạn sẽ bắt đầu bối rối. Dạ, cá nó nhiều bạn sẽ bắt đầu bối rối. Nhưng mà thầy gợi ý là các bạn vẽ một cái hình ra. Các bạn vẽ một cái hình tùy thích. Vẽ một cái hình ra, vẽ hình ra. Chọn một cái hình mà có tất cả mặt tam giác. Một cái hình đa diện có tất cả mặt tam giác. Sau các bạn đến số cạnh, đến số mặt. Trong mình chọn đáp án gì? Các vẽ là một cái hình ví dụ hình tứ diện đấy đúng không? Vẽ hình tứ diện là cái tam giác nhất. Con đếm thử xem. Này thầy vẽ cho xem nha. Này. Anh có mấy cạnh? 1 2 3 4 5 6 6 cạnh đúng không? 6 cạnh. Đây có mấy mặt? 1 2 3 4 4 mặt. Đúng không? 4 mặt. Chưa, bốn mặt. Vậy thì đáp án chuẩn đấy. Chắc chắn là gì? Chuẩn là gì? Đây là B chứ. B mới đúng. Đây này, 3 lần M nhá. 3 lần M, 3 4 mấy? 3 42 đúng không? 3 nhân 42 bên này. 2 nhân C, 2 nhân 6 đúng 12 chưa? Chuẩn chưa? Đấy. 3 lần M sẽ bằng 2 lần C. Đấy. Hai bên đều 12 cả. Đúng không? 3 M bằng 24. Có 28 không? Hai tám. Một hình trụ có tỷ số giữa S toàn phân với S xung quanh là bằng 4, khẳng định nhau đúng. Hai tám. Tỷ số giữa S toàn phân với S xung quanh là bằng 4. Đây là hình trụ S toàn phân. S toàn phân có bao nhiêu công thức không? 2πRh này. Đúng không? Cộng với 2πr bình.
Còn hệ xung quanh, hệ xung quanh như là văn 2, pi, r, h thì có là 4 này. Được chưa? Bây giờ tiết tiếu cả từ có mẫu cho 2 pi đi. Được chưa? À, thì còn lại là r nhân h cộng cộng với r bình. Còn nhân chéo r 4 r h lên lên đây. Vậy r bình sẽ bằng là 3 r h đúng không? Vậy r cử hai bên thì r sẽ bằng là 3 h. Đúng chưa? À, các bạn chú ý là trong hình trụ ấy đúng không? Trong hình trụ ấy thì chiều cao của hình trụ chính là đường sinh luôn. Được chưa? Chiều cao hình trụ chính là bằng đường sinh. Nhá. Cho nên ở đây là bán kính sẽ bằng 3 lần đường sinh. Câu này sẽ là b các bạn nha. À d nha. D. Ok thầy chữa luôn câu này nhá. Rồi, 29 các bạn comment cho thầy này, 29 nha. À, 29 cũng 29. 29. Hai chị này có biến này này. Cho hàm số y bằng fx bằng trừ 2 mũ 3 cộng 3 x bình trừ 3 cộng 12 với hai số trực dương AB, A và B, khẳng định nào sai? Khẳng định nào sai? Cái này là cái chuột định nghĩa đồng ý nghĩa này. Rồi, ok nhá. Câu 29 nè. Y bằng trừ 2 mũ 3 cộng 3 bình phương trừ 3 cộng 12. Còn nhớ lý thuyết cho đây này. À, đầu tiên là đào hàm đã. Đây đào hàm này. Trừ 6x bình phương cộng 6x trừ 3. Trừ 3. Nếu các bạn bấm máy tính cái thang này, nếu các bạn bấm máy tính thang này thì thang này sẽ luôn ấm nhá, luôn ấm với mọi x luôn. Được chưa? Các bạn thử bấm máy tính mà xem. 19 nhá. Đấy. Đây này, 1 a đúng không? 2. Đó. 2 đúng không? Trừ 6 này đúng không? 6 này trừ 3. Bây giờ tất cả số nhân nó sẽ luôn luôn bằng không. Tức là hàm số y của chúng ta luôn nghịch biến, được chưa? Nghịch biến. Nghịch biến. Mà khi các bạn này, khi hàm số fx mà nghịch biến, khi x1 bé x2 theo lý thuyết nha, theo lý thuyết nha. Lý thuyết này, khi x1 bé x2 mà hàm số nghịch biến ấy thì fx1 nó lại lớn hơn fx2. Được chưa? Đây là định nghĩa của hàm nghịch biến. Được chưa? Đó. Đúng không? Đó là định nghĩa của hàm nghịch biến các bạn nha. Đó là định nghĩa của hàm nghịch biến. Vậy khi A mà bé B, khi A mà bé B thì tức là f của A, được chưa? F của A. Đó. Nó phải lớn hơn f của B nhá. Đó, ngược lại A bé B thì f A phải lớn hơn f B. Vậy tức là đáp án phải là C nhá, C. C. Các bạn nhớ cho tôi lý thuyết đông đông biến này này. Đây, đây là hàm nghịch biến nhá. Nếu đông biến thì fx bé x2 thì fx1 nó bé này fx2. Thì nó định nghĩa của hàm nghịch biến à đông biến. Định nghĩa của hàm đông biến. Để định nghĩa của hàm nghịch biến. Đấy, cái này đó là lý do mà thầy tại sao thầy lại bảo là các bạn cần phải nắm được định nghĩa nhá. Hiểu chưa? Như vậy là C sai rồi, đúng không? C sai. F A bé bé em biết là sai. Nhá. Cho hình dáng trụ đứng. Cho hình dáng trụ đứng A phẩy A B C, A phẩy B phẩy C phẩy, tất cả cạnh bằng A, tính thể tích của khối tứ diện A phẩy B phẩy AC, A phẩy B phẩy AC, nối mấy cái điểm này là nhá. Đây
A phẩy, B phẩy AC. Đó. A phẩy, B phẩy AC. Rồi tất cả cạnh nó A hết. Rồi câu này cũng mức độ của nó là mức độ vận dụng các bạn nhé, mức độ vận dụng. Câu này mức độ vận dụng. Nào thử xem câu này là gì. Án của câu này sẽ là gì đấy? Kinh nhờ. Bây giờ các bạn comment là A, A Linh A. Bây giờ thầy chữa nha, sẽ đúng hay sai này. Đầu tiên này, thầy kinh nghiệm cho các bạn là mình sẽ coi mình sẽ coi C là đỉnh cho nó dễ. Thì thể tích của hình tròn C lúc này đấy là A phải B phải. Thấy chưa? A phải B phải. Được chưa? Lúc này các bạn có đẩy là A phải B phẩy cho tôi nha. Được chưa? Lúc này mình có chiều cao là gì? S đáy nhân chiều cao đúng không? S đáy đấy rất dễ tính, tính S đáy đã. Các bạn thấy này, cái tam giác A phải B phẩy là một tam giác vuông tại A phẩy đúng không? Nó là một tam giác vuông ở A phẩy. Vậy thì diện tích của nó sẽ là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông không? Tích hai cạnh góc vuông là A nhân A không? Là 1 phần 2 A bên nhau. Đó. Còn cái chiều cao nào? Còn cái chiều cao này. Chiều cao thì các bạn để ý cho thầy này. Thứ nhất là nó về hai thứ C xuống. Hai thứ C xuống. Thì ở đây có cái chiều cao có sẵn là đây này. Đây, các bạn kèm cho yêu vuông góc đây, C hạt đây. Thì cái C hạt này nó sẽ là chiều cao của hình tròn này. Lý do bởi vì sao? C hạt sẽ là chiều cao. Vì sao? Vì C hạt nó vuông góc với AB. Vì C hạt nó vuông góc với AB. C hạt là vuông góc với A phẩy, cho nên là A phẩy. Cho nên đấy là C hạt nó sẽ vuông với cả cái mặt bên này này, thấy chưa? Nó vuông với cả mặt bên này. Dẫn đến là C hạt nó sẽ vuông góc với cả cái mặt A phẩy B phẩy, hiểu không? C hạt lúc này nó sẽ vuông góc với gì? A phẩy B phẩy. C hạt vuông góc với A phẩy B phẩy. Cho nên mặt bình C hạt sẽ là chiều cao của chó. Hạt sẽ là C hạt luôn. Có hiểu thầy làm gì không? Hiểu C hạt chiều cao chưa? Vậy C hạt lúc này nó là bằng A căn 3 chia 2. Tại sao là A căn 3 chia 2? Bởi vì tam giác ở dưới đó là tam giác đều. Đều cho nên chiều cao sẽ là A căn 3 chia 2. Vậy thể tích lúc này sẽ bằng 1 phần 3 ở đáy là 1 phần 2 A bình. Nhân chiều cao là A căn 3 chia 2. Còn nó bằng A mũ 3 căn 3 chia 12. Các bạn phải là B nha các bạn nha. B, B mới đúng. Rồi nhá. Đây sẽ qua câu này. 3 4 này. Cho số này tính khoảng cách giữa hai điểm cực kỳ. Câu này câu này gọi là hơi khoái đấy, đúng không? Thế là câu này dễ thôi. Tìm khoảng cách giữa hai điểm cực kỳ. Bước 1 là các bạn sẽ đào hàm để tìm y phẩy, giải y phẩy bằng 0. Các bạn sẽ suy ra điểm cực kỳ. Sau đó điểm cực kỳ AB đấy. Sau đó các bạn tính cái độ dài AB. Đấy, thì đó là quy trình mình làm.
Đầu tiên thầy sẽ đào hàm nhá. Đào hàm để tìm ra cực trị. Cái này coi như U nhân V đi. Coi như U này, V này. U nhân V đào hàm nào sẽ là U phẩy V cộng U V phẩy chứ. Vậy U phẩy là x cộng 1 phẩy. Cái này bằng 1 x trừ 2 bình cộng với x cộng 1 nhân V phẩy. Nhân V phẩy nhá, tức là cái này phẩy các bạn nhá, kéo 2 xuống, 2 nhân x trừ 2. Vậy giải nó bằng 0 đúng không? Rồi giải cái này bằng 0 thì khá dễ thôi. Một là các bạn nhân bung ra, hoặc hai là các bạn có cách này. Còn đặt x trừ 2 chung, đặt x trừ 2 chung thì trong này sẽ là x trừ 2 cộng với 2 lần của x cộng 1 thành 2 cộng 2 hoặc 0. Đến đây x trừ 2 nhân với 3 hoặc 0, x cộng 2 được 3 này, trừ 2 cộng 2 thịt này, tương đương là x bằng 2 và x bằng 0, đúng không? X bằng 2 và x bằng 0. Với x bằng 2 thì các bạn sẽ suy ra y như thầy. Đấy chưa? Suy ra y không mấy đấy. Bởi vì chúng ta phải đi tìm cực điểm cực trì. Mà điểm cực trì nó phải có cả x và có cả y nhá. Nhớ là phải có cả x cả y. Tìm x xong thì phải thay vào y. X bằng 2 thay vào đây thì nó bằng 0. X bằng 0 thay vào đây thì nó bằng 4. Và điểm A sẽ có tọa độ là 2, 4, 2, 0. Điểm B sẽ tọa độ là 0, 4. Như vậy bước 1 là đã xong. Như vậy thầy đã tính cho các bạn điểm cực trị AB, đúng không? Thầy đã tính cho các bạn điểm cực trị AB, được chưa? Sau khi tính được điểm cực trị AB, sau khi tính được điểm cực trị AB thì bước số 2 là các bạn sẽ tính độ dài đoạn thẳng AB, được chưa? Độ dài đoạn thẳng AB. Muốn tính được độ dài đoạn thẳng AB, các bạn viết vector AB ra đã. Mình sẽ lấy tọa độ B trừ tọa độ của A, tọa độ B trừ tọa độ A. 0 trừ 2 trừ 2, 4 trừ 0 được 4. Vậy độ dài AB sẽ bằng căn của âm 2 bình, hoành bình cộng trung bình đấy. Muốn tính độ dài của một vector, ta lấy căn của hoành bình cộng trung bình, 4 cộng với 16, kết quả là 2 căn 5. Đúng không? 2 căn 5. Vậy đáp án là đáp án C. Được chưa? C. Hiểu chứ? Muốn tính độ dài của hai điểm cực trì, các bạn tìm hai điểm cực trì đó xong rồi tính độ dài. Hiểu chưa? Đó, đây là bậc 1, đây là bậc 2 nha. Muốn tìm độ dài hai điểm cực trì thì tìm hai điểm cực trì này xong tính độ dài. Câu 32. Nào 32 phải chữa không? 32 là liên quan đến hình nón, hình nón thì diện hình nón thì diện quá trục, đúng không? Hình nón thì diện quá trục. Các bạn nhớ cho thầy thiết diện quá trục. Thiết diện quá trục các bạn vẽ cho thầy như này nhá. Đây gọi là thiết diện quá trục này. Nó đi quá trục của hình nón. Nó đi quá trục của hình nón thì được gọi là thiết diện quá trục. Được chưa? Đó. Được chưa? Nha. À, bây giờ người ta yêu cầu là cái tam giác này là tam giác vuông. Các bạn nhớ cho thầy thiết diện quá trục nó là tam giác cân trường này. Bởi vì SA và SB bằng nhau. Vậy thì để cho nó vuông được, để cho nó vuông được thì chắc chắn 100% chỉ có thể vuông ở gì? Vuông ở hình thò, đúng không? Vuông ở hình thò. Cạnh nguyên bằng A căn 2, cạnh nguyên bằng A căn 2 tức là cái cạnh AB này này. Cái cạnh AB này là A căn 2, được chưa? Hỏi diện tích xung quanh là bao nhiêu? Thì các bạn nhớ cho thầy diện tích xung quanh là bằng PRL, đúng không? PRL. R là bán kính đáy, còn L là đường sinh, đúng không? L là đường sinh. Đường sinh là cái thằng này này, bằng mấy này? Bán kính đáy bằng mấy này?
Dễ quá đúng không? Câu này là làm gì? Được không? R ở đấy thì nó bằng một nửa của A căn 2 chia 2 đúng không? R là từ đây đến đấy đấy, đúng không? Từ đây đến đấy là A căn 2 chia 2. Con đường sinh thì tính nhanh cho thầy như sau. SAB là một tay nhỏ vuông cân, đúng không? Vuông cân có cạnh huyền rồi thì cạnh góc vuông thì mình sẽ lấy là cạnh huyền chia căn 2 được, đúng không? Cạnh huyền chia căn 2, là cái này sẽ là A. Cái này A thì cạnh huyền mới là A căn 2, đúng không? Cho nên thay vào là pi nhân r là a căn 2 chia 2 nhân với a, kết quả là bằng pi căn 2 chia 2 a bình phương, đó là c nha, c và 2 là c, được chưa? Và 2 là c. Rồi tiếp tục nha. 33. Các bạn đâu đó nhỉ, các bạn cho số fx bằng ln x chữ x thì giả định bí mắc vào số này. Một cách một loại bài này thì cách 1 là bài bằng Casio. Casio table chức năng table đúng không? Đấy, các bạn cho xuất tác là 1, n là bằng e bình và xuất tác sẽ bằng e bình trừ 1 chia 20 đúng không? Cuối từ đầu chia 20. Sau các bạn tìm giả định min max. Cách thứ hai mình sẽ đầu hàng đúng không? Tính y phẩy nó thay số. Được chưa? Rồi link 30A hàng D khác nhau đấy. Thầy sẽ làm một cách trực quan nhất đó là đạo hàm. Được chưa? Trực quan nhất là đạo hàm. Đây ta coi như U trên V đi. U trên V đi. Sẽ bằng U phẩy V trừ U V phẩy chia V bình nhá. Lấy x mà đạo hàm thì là 1 chia x. Nhân V được là nhân x luôn. Trừ u là này đấy, nhân x phẩy là 1 chia x bình bằng 1 trừ len x chia x bình và giải cái này bằng 0. Như vậy tử bằng 0 thôi, len x bằng 1, lấy bằng 1 thì y bằng 1 đúng không? À, đó, y bằng e. Len thực chất là cơ số e nhé, len thực chất là cơ số e. Muốn tìm x các bạn đổi mũ lên, em 1 là e. Được chưa? Lên nè. Lên nè. Lên nè. Vậy thì ta định y tại ba số như sau. Y tại 1 bằng mấy? Y tại e bằng mấy? Y tại e bình bằng mấy? Được chưa? Y tại 1 nào, y tại 1 mà thấy vào đây là bằng 0 này. Y tại e mà thấy vào đây thì là 1 chia e. Y tại e bình mà thấy vào đây len của e bình, len e bình bằng 2, 2 chia e bình. Nào ta xem thử là cái gì là mặt min chắc chắn là bằng 0, min chắc chắn là bằng 0 đúng không? Mặt thì thằng nào, mặt thì bấm máy tính xem, thằng này là 0,36, thằng này 0,23. Như vậy thằng này nhá, thằng này mắc này, thằng này mắc đúng không? Như vậy đáp án ở đây sẽ phải là đáp án D đúng không? D nhá. D. D. D nhá, 30. 33 là D. Hoặc là các bạn bấm máy tính cũng được, có lẽ là hàng ở đây cũng bấm máy tính đúng không? Ta vừa lấy cái được được. Nói chung là mí mắc thì cũng chẳng có gì.
Nào có ba tư. Ba tư là hình nhỉ? Ta sẽ làm một câu đài được nhá. Ta sẽ làm một câu đài được các bạn nhá. Làm đài kiểu đây. Ba lắm này. Cho log 4 của 5 bằng A, log 8 của 7 bằng B, log 2 của 3 bằng C. Bài này là bài phân tích loga đấy. Theo ABC. Câu 35. Khi gặp bài phân tích loga, các bạn hiểu như thế này. Khi gặp bài phân tích loga, nó rất dễ. Nó rất dễ biểu vì sao? Vì chúng ta có máy tính. Được chưa? Chúng ta có máy tính. Ta sẽ làm như sau. Các bạn lưu máy tính như thế này. Log 4 của 5, còn bấm ra. Xong shift store vào A. Được chưa? Nào, bấm luôn. Log 4 của 5. Lưu vào A thì bấm như thế nào? Bấm này, bấm shift store A. 580 bấm store A là được. Chúng ta phải lưu vào. Lưu vào nha. Tiếp này, log 87 các bạn lưu vào B. Log 87 bạn lưu vào B. Log 87 bạn lưu vào B. Được chưa? Lưu vào B. Log 23. Log 23 bằng lưu vào C. Lưu vào C. Lưu vào C. Shift store C này. Được chưa? Shift store C nha. Đó, được chưa? Bây giờ nha, bấm cái log 12 của 35 nó nào. Log 12 của 35. Nó sẽ bằng. Nó sẽ bằng gần bằng 1.43.07. Đó, hiểu chưa? Thì bây giờ các bạn kiểm tra lại cả đáp án nào mà mình bấm ra ABC ở đây. Đó, mà ra được gần bằng với 1.43.07 đó là đáp án đúng. Ví dụ như thầy thử đáp án A này, thầy bấm đáp án A nhá. 3A. Đúng không? 3A, cộng 2B đi. Cộng 2B chia 6C. 6C cộng 12. Xem thử hắn có ra được đúng cái P này không nhá. 0.248 sai rồi, đúng không? Sai, A sai luôn. A sai luôn. A sai luôn, đúng không? Vậy mình loại A. Nào, câu này sẽ đảm bảo gì? Đảm bảo gì các bạn? Rồi, D đúng không? D. Thử nhá, 2A cộng 3B chia cho C cộng 2. Phải chung phân tích loga thì dễ nhất rồi. Đây, đúng không? Nó vừa được bằng P này, đúng không? P của chúng ta là 1.43.07. Vậy chọn D luôn. Đó là cách nhanh nhất. Còn bạn nào muốn làm từ luận thì thầy gợi ý thôi là mình sẽ phải tách ra. Nói chung là làm từ luận khó. Nó tách ra như thế nào. Xong là phải tách tiếp. Nói chung là thôi, bỏ đấy. Bạn nào muốn làm từ luận thì thầy gợi ý cho việc làm. Làm tiếp thôi. Nó cũng chả quá đứa nào làm tự luận đúng không? Rồi, ok. Câu 36. Câu 36. Ba sáu cho hàm số bậc 3 tìm tất cả các giá trị m để hàm số đồng biến. Tìm tất cả các giá trị của m để cho hàm số này đồng biến. Để đồng biến thì sao các bạn nhỉ? Để đồng biến thì y phải lớn bằng 0 đúng không? Với mọi thuộc r này, yêu cầu là đồng biến với mọi thuộc r. Vậy ta đào hàm thôi, đào hàm này, y phải sẽ bằng này. 3x bình phương trừ 6x cộng với m trừ 2. Đúng không? Bây giờ để cho y phải này lớn bằng 0 ấy với mọi x thuộc r ấy. Thì mọi người thầy dạy các bạn là gì? Thứ nhất là delta phẩy là phải bé bằng 0 này. Được chưa? Thứ hai là hệ số a nó phải cùng dấu với bậc phương trình nó phải lớn 0. Vậy ta giải delta phẩy. Delta phẩy là b phẩy bình. B phẩy là bằng 3, 3 bình là 9.
trừ thằng này là 3 nhân b trừ 2 lớn bằng 0. Vậy trừ 3m. Trừ 3m. Còn mấy? 15 đúng không? 15 lớn bằng 0. Vậy 3m chuyển sang 3m chuyển sang là 7 bằng 15. Vậy tương đương là m sẽ phải 7 bằng 5. Được chưa? 5. À xin lỗi là nhầm dấu. 7 bằng 5. Đây là lớn bằng 5. À nha. Đây ta phải bén không? Mà thầy viết nhầm thành lớn bằng. Rồi chính xác. Ok. Rồi hăng chính xác nhá. Nào 37. 37. Tìm điều kiện của mơ để đường thẳng này cắt đồ thị này tại 3 điểm. Tìm điều kiện của mơ để đường thẳng này cắt đồ thị này tại 3 điểm. Bài toán này là bài toán tương giá hàm số đúng không? Bài toán này là bài toán tương giá hàm số. Tương giá hàm số. Nếu y bằng mx, y bằng gx mà muốn cho cắt nhau, cắt nhau thì các bạn sẽ cho fx nó bằng thằng gx là được. Cụ thể ấy nó sẽ cho hai cộng m nó sẽ phải bằng trừ x mũ 3 cộng 3 x bình cộng 2 x đúng không? Đó. Bây giờ mong muốn này, bây giờ mong muốn cắt được 3 điểm phân biệt. Cắt được 3 điểm phân biệt. Thì cách làm như sau nha. Các bạn có thể cô lập m này. Trừ x mũ 3 cộng 3 x bình. Đó. 2 x trừ 2 x là hết. Để có 3 nghiệm được. Để có 3 nghiệm được. Để có 3 nghiệm được. Thì các bạn sẽ vẽ cho thầy ghi bước 1 là các bạn vẽ cho thầy luôn thì hàm số này. Sẽ hàm số này. Y bằng trừ x mũ 3 cộng 3 x bình. Vẽ được đồ thị hàm số này thì phải vẽ bảng biểu tiến thôi. Trừ 3 x bình cộng 16 x giải đáp bằng 0. Tương đương với x bằng 0 hoặc x bằng 2. Lúc này cái bảng biểu tiến của nó như này. X y phải y âm vô cùng dương vô cùng. Các bạn điền cho thầy số 0 và số 2 lên đây. 0, 0. Được chưa? Xong mình điền dấu sẽ dấu bảng biến thiên. Điền y phẩy. Y phẩy là một hàm số bậc 2. Thì số A âm. Cho nên là điền dấu theo quy tắc là ngoài cùng trong trái. Được chưa? Ngoài cùng trong trái. Quay đôi thì hàm số đi xuống. Đi lên, đi xuống. Nha. Được chưa? Đó. Đi lên đi xuống. Các bạn thay điểm 3 này. Thay 0 vô đây. Thì được 0. Thay 2 vô. Thay 2 vô thì được 4. Đúng không? 4. Quay này. Để cho cái đường thẳng mơ, cái mơ này này có cái phương trình này nhá, để cho phương trình này có 3 nghiệm ấy, được chưa? Để phương trình này có 3 nghiệm. Tức là cái mơ này, đường thẳng y mơ này này. Ta học tương giá đúng không? Ta học tương giá rồi. Để đường thẳng này, để cho y bằng m nó cắt cái này được 3 điểm thì cái phương trình này sẽ có 3 điểm. Thấy chưa? Để lấy chữ vô cùng để âm vô cùng nha. Nó cắt được 3 điểm thì là 3 điểm. Vậy thì lúc này y bằng m nó sẽ nằm ở đây này. Nó nằm ở trong vùng này, y bằng m đây. Đó. 3 điểm chưa? Vậy để cắt được 3 điểm thì cái m của chúng ta, m của chúng ta nó phải chạy lớn không đúng không? Lớn không bao nhiêu? Bé 4 nha. Bé 4. Rồi câu này sẽ là B các bạn nhé. B. Được chưa? B.
B. Ok. Rồi. Có 38 nào. 38. Cho số y bằng x trừ m bình trên cộng 4 với m là số thực. Thì giá trị của m lớn nhất để cho hàm số có giá trị nhỏ nhất trên đoạn 0 đến 3 thì bằng -4. Là trong bài toán câu 38 này nè, nó là câu hỏi liên quan đến tìm mắc min đúng không? Tìm mắc min. Tìm mắc min. Đấy, tìm m lớn nhất để hàm số có giá trị nhỏ nhất. Đấy. Tức là bài toán này là bài toán tìm mắc min, mà quy trình làm tìm mắc min thầy dạy rồi. Đầu tiên là tính y phẩy. Bây giờ y phẩy. Lúc này các bạn nhân chéo là thành 4. Nhân chéo cộng mơ bình chia x cộng 4 tất cả bình đấy như phải. Và nếu mà các bạn để ý thì cái này là một số dương nọ, tức là hàm số sẽ đồng biến nha, đồng biến. Và nếu các bạn vẽ bảng biểu tuyến ấy đúng không, chạy từ 0 đến 3, đồng biến thì nó sẽ đi lên, ra đi lên. Vậy thì hàm số này rõ ràng ấy, nếu hàm số này đi lên ấy, thì rõ ràng cái giá trị nhỏ nhất của hàm số là tại x bằng 0. Được chưa? Tại x bằng 0. Còn đây sẽ là lớn nhất. Đây sẽ là lớn nhất. Trong khoảng từ 0 đến 3 các bạn nhé. Thì rõ ràng là số 0 này sẽ làm cho hàm số bé nhất. Được chưa? Bé nhất. Bé nhất. Vậy ta thay y này 0 vào. Y này 0 vào. Thay 0 vào đây. Thay 0 vào y nhá. Thì được trừ m bình chia 4. Đúng không? Trừ m bình chia 4. Và người ta bảo là cái giá thì nhỏ nhất này ấy, trên đoạn từ 0 đến 3 và bằng trừ 4. Giá trị nhỏ nhất này là bằng trừ 4. Vậy tương đương là trừ m bình sẽ bằng là nhân chéo lên sẽ được âm 16. Vậy tương đương là m bình sẽ bằng 16. Vậy m bằng cộng trừ 4 đúng không? Cộng trừ 4. Nhưng mà yêu cầu người ta là m lớn nhất. Vậy trong hai giá trị này lớn nhất phải là m bằng 4. Được chưa? Bằng 4. Vậy đáp án ở đây sẽ đáp án gì? B nhá. B. Hiểu không? Có hiểu cái gì? Rồi, ok. Rồi, thầy chữa câu hỏi số 40. 40. Cho số y bằng x mũ 3 trừ 30x cộng 3x cộng 2. Thì giả tìm m thì hàm số này có hai cực kỳ AB. Sao cho AB và m thẳng A. Câu này là liên quan đến hàm số đường thẳng đi qua hai điểm cực kỳ nhá. Bài toán này là bài toán đường thẳng đi qua hai điểm cực kỳ. Cách tìm đường thẳng đi qua hai điểm cực kỳ ta lại y chia y phẩy ra được kết quả là dư. Thì cái phần dư đó thì nó đường thẳng đi qua hai điểm cực kỳ. Thấy chưa? Bây giờ ta chia như sau: x mũ 3 trừ 30x bình cộng 3x cộng 2 đem chia cho cái đạo hàm của nó y phẩy là 3x bình phương trừ 6mx cộng 3. Còn chia x mũ 3 mà chia cái này, x mũ 3 mà chia cái này thì được là 1/3x. Đúng không?
cái này nhân cái này nữa, mình được trừ 2 bởi x, nhân ngược lên trên nữa là cộng x. Thằng này sẽ được trừ m x bình, trừ m x bình cộng 2 x cộng 2. Bây giờ còn nhân ngược lên đây này, chia tiền này cho hai thành trừ m chia 3 đúng không? Thằng này nhân ngược trở lại sẽ là bằng 2 m bình x. Rồi nhân ngược trở lại trên này được trừ m. Rồi bây giờ thằng này trừ nhau không, nó sẽ là 2 trừ 2 m bình nhân với x cộng với 2 cộng với m. Và đây chỉ là cái phần dư các bạn nhá, đây chỉ là phần dư và đây chỉ là phương trình đơn thẳng thì qua hai điểm AB. Vậy để m này mà thẳng ha, m này mà thẳng ha về A về B thì tức là m nó không thuộc cái đường thẳng này đúng không? M A M B thẳng ha, tức là m nó cũng phải thuộc cái đường thẳng này, được chưa? Vậy ta thấy 2 về 1 phần 3 vô y bằng 2 còn x thì bằng 1 phần 3, được chưa? Cộng 2 cộng m. Vậy các bạn xích xuống chỗ này thì hoặc là ấn cá, ấn cá m bằng 2 hoặc m bằng trừ 1 phần 2 các bạn C nhá, C các bạn C, được chưa? Rồi thì đó là câu điểm 8 nhé. Rồi.